Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, nhắc đến những vụ bắt cóc trẻ em với thủ đoạn và âm mưu tinh vi, có lẽ phải kể đến vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc, đòi chuộng 15 tỷ ở Long Biên. Đối tượng Nguyễn Đức Trung đã dàn dựng một kế hoạch thực hiện công phu với âm mưu lấy tiền chuộc giải quyết khoản nợ chồng chất. Dù đã bị bắt giữ, thế nhưng từng thông tin mới nhất vẫn luôn được dư luận quan tâm theo dõi. Theo đó mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng này. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, trú tại Vĩnh Phúc, về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trung nguyên là cán bộ công tác tại đội tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Theo cáo trạng, khoảng năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và bị thúc ép trả nợ, nên đã nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ. Ngày 4 tháng 7 năm 2023, Trung thuê một chiếc ô tô hiệu Kia Morning màu trắng làm phương tiện đi phạm tội. Sau đó, Trung lắp biển kiểm soát giả để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đồng thời, bị can mua một khẩu súng hiệu Zokari M906TZ cỡ 9mm từ một người không quen biết. Đây là loại súng bắn đạn cao su, bị can dự định sử dụng làm hung khí, chống trả nếu bị người dân phát hiện. Sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ phạm tội, Trung chọn địa điểm là khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhome thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội để trộm cắp tài sản, nhưng không tìm được nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Sau nhiều lần tìm cách trộm cắp không được, chiều ngày 14 tháng 8 năm 2023, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đe dọa người nhà của cháu bé để đòi tiền chuộc. Bị can mua một cuộn băng dính loại to, một đôi găng tay và hai dây chun buộc hàng cất trên xe ô tô. Sau đó, Trung lái xe đến số nhà D7, BT7, khu đô thị Việt Hưng, thì thấy cháu Nguyễn Hoàng P, sinh năm 2016, đang đi xe đạp một mình. Bị can bắt cóc cháu P lên xe ô tô và dùng dây trói tay, trói người cháu bé vào ghế phụ phía trên của xe. Sau khi hỏi cháu P và biết được số điện thoại của mẹ cháu, chị Đào Thanh Hát, Trung gọi điện thoại đe dọa và đòi 15 tỷ tiền chuộc cháu P, do gia đình chỉ chuẩn bị được tổng là 13,1 tỷ đồng, trong đó 6 tỷ đồng và 300.000 đô la Mỹ, tương đương với 7,1 tỷ đồng. Nên chị Hát xin Trung cho trả số tiền trên và Trung đồng ý. Theo yêu cầu của Trung, chị Hát để tiền trong túi xách màu đen rồi mang lên xe ô tô và lái xe theo chỉ dẫn của Trung đến đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đến nơi, chị Hát xuống xe ô tô và mang theo túi tiền để xuống dưới đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu P. Khi bị can lái xe bỏ trốn thì bị tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng. Sau 10 giờ đồng hồ trắng đêm truy lùng, lực lượng chức năng đã cứu được cháu bé an toàn trở về với gia đình. Nhớ lại lúc tên bắt cóc tống tiền, bắt giao 15 tỷ tiền chuộc con, bố mẹ bé trai 7 tuổi như ngồi trên đống lửa. Nhưng anh chị vẫn cố giữ bình tĩnh để cứu con về. Bố cháu bé cho hay, đối tượng liên tục đe dọa và yêu cầu tiền chuộc, nếu không nhận được tiền thì đừng nhìn thấy con. Ngày 15 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, để làm rõ hành vi bắt cóc bé NHP, sinh năm 2016, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên để tống tiền. Sau 10 giờ truy tìm nghi phạm bắt cóc cháu P, cháu đã được trở về với gia đình an toàn. Cháu P chơi đùa với chị gái ở nhà, không có biểu hiện hoảng sợ. Lúc này, vợ chồng anh NXC, bố cháu P, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại khoảnh khắc nghe tin con bị bắt, bố cháu bé vẫn không thể tin được sự việc này lại diễn ra tại gia đình mình. Anh C kể lại, khoảng 19:04 tối ngày 14 tháng 8, anh vừa đi thể dục về thì gia đình nhận được cuộc điện thoại từ người lạ báo con bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuẩn bị 15 tỷ đồng để chuộc con. Cuộc gọi chỉ diễn ra mấy giây. Lúc này, anh C tưởng bị trêu đùa nên bảo vợ gọi lại số lạ thì thấy đầu bên kia tắt máy. Khi đó, anh mới tin con bị bắt cóc nên bảo vợ kiểm tra camera, còn bản thân ra công an phường Việt Hưng trình báo, đồng thời nhanh chóng chuẩn bị tiền để cứu con. Anh nhớ lại, lúc đó hai vợ chồng rất sợ, bảo nhau không được khóc, phải bình tĩnh để giải quyết sự việc. Trong quá trình chuẩn bị tiền, gia đình anh C liên tục nhận được điện thoại từ nghi phạm. Khi trao đổi lại với kẻ bắt cóc về việc gia đình chỉ có 7 tỷ đồng xong cướp từ, anh Chiến cùng gia đình tiếp tục vay mượn, sử dụng cả tiền đô la Mỹ có sẵn trong nhà được hơn 14 tỷ đồng thì nghi phạm đồng ý. Lúc này, kẻ bắt cóc mới đồng ý gặp mặt, trao đổi với điều kiện
vợ anh Chiến phải một mình lái xe đem tiền đến điểm hẹn. Nếu không thực hiện đúng lời, con trai anh sẽ gặp nguy hiểm. Đến khoảng 21 giờ tối, gia đình anh C đã được nghi phạm cho nói chuyện với con. Vợ anh nhờ đối tượng mua đồ ăn cho con trong lúc gia đình chuẩn bị tiền. Lúc này, nghi phạm nói đã mua bánh mì cho cháu. Anh C cho biết thêm, từ 19:30 đến khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 8, gia đình tôi nhận được khoảng 30 cuộc gọi từ nghi phạm. Nghi phạm gọi 2 đến 3 cuộc rồi tắt máy, rồi lại đổi SIM. Cuộc gọi nào cũng yêu cầu gia đình tôi đưa tiền. Theo anh C, thậm chí, nghi phạm còn điện thoại đe dọa, uy hiếp gia đình anh. Mày không nghe lời tao, mày không cần con, mày cần tiền à. Tao cho mày đúng đến 0 giờ, không thương lượng. Lúc đó, không nhận được tiền thì đừng nhìn thấy con. Đến 2 giờ sáng, nghi phạm gọi điện thoại cuối cùng, xong tắt máy. Vợ anh C nhắn tin, cầm tiền đặt lên ghế trước của ô tô, một mình lái xe xuống Duy Tiên, Hà Nam, theo yêu cầu của nghi phạm. Trong thời gian vợ anh di chuyển, nghi phạm gọi điện thoại liên tục để gia đình không có thời gian báo cho lực lượng chức năng. Khi đến Duy Tiên, Hà Nam, nghi phạm yêu cầu vợ anh C đỗ xe trên cao tốc, còn nghi phạm ở đường gom bên dưới. Lúc này, nghi phạm yêu cầu xách tiền xuống, bước qua giải phân cách, đến khu vực đường gom, trời tối om. Đối tượng đã yêu cầu vợ anh C mở túi tiền ra để kiểm tra xem có tiền bên trong không. Khi nghi phạm nhìn thấy rất nhiều tiền và nhận được tiền, vợ anh C hỏi, bây giờ anh nhận tiền, anh cho em xin con. Nhưng đối tượng nói, không, tao phải tiến lên một đoạn nữa mới cho con mày xuống. Anh C cho hay, khi đó vợ anh vì quá lo cho con nên chặn đầu ô tô của đối tượng, sau đó ôm chặt cánh cửa hét, hôm nay anh có đâm tôi cũng không đi ra, bằng mọi giá phải lấy lại con. Lúc này đối tượng chạy chậm, vợ tôi nhảy lên nắp capo, sau đó đu vào cánh cửa để bám theo xe. Vợ tôi năn nỉ thả thằng bé xuống nên đối tượng mới dừng xe, mở cửa để vợ tôi đón con. Khi đón được con, vợ gọi điện cho tôi òa lên khóc nức nở, báo con đã an toàn, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhận tin, tôi không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy cán bộ công an. Nghe tin con an toàn, anh C rất vui và hạnh phúc vì con đã trở về không có mệnh hệ gì. Anh C chia sẻ, từ lúc sự việc xảy ra, hai vợ chồng anh chưa ăn uống gì vì quá lo lắng. Khi gặp được con trai, anh C hỏi và con đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và lực lượng chức năng nghe. Anh C thuật lại lời con, anh cho biết, con kể lại được nghi phạm mua bánh mì cho ăn nhưng con không ăn vì sợ tẩm thuốc độc. Khi khát nước, con chỉ xin nghi phạm cho uống nước. Tôi có hỏi cháu vì sao không ăn bánh mì nhưng lại uống nước, thì con nói, thấy chú uống được nên con mới uống. Người bố này cho biết thêm, con anh kể lại, thời điểm cháu bị bắt cóc, đối tượng dán băng dính vào miệng cháu và đeo khẩu trang. Quá trình nghi phạm di chuyển có rút súng ra đe dọa cháu và nói, phải nghe lời nếu không sẽ bắn. Đêm ác mộng với gia đình anh C đã kết thúc khi giải cứu được con an toàn. Gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động do phòng cảnh sát hình sự chủ công đã triển khai phương án giải cứu thành công cháu bé và đối tượng cũng đã bị bắt giữ điều tra. Liệu rằng trong thời gian tới, vụ việc sẽ có thêm thông tin nào mới, đối tượng Nguyễn Đức Trung sẽ phải đối diện với hình phạt nào trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!